Hello, chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny đã có mặt tại Auto 99140 Nguyễn Văn Giáp các bạn nhé. Hôm nay là số thứ 2 mình quay cả showroom và hôm nay sẽ giới thiệu với bạn những cái mẫu xe đã có mặt trong showroom ngày hôm nay. Sẽ có những mẫu xe đã xuất hiện trong clip hôm trước rồi, tuy nhiên cũng sẽ có những mẫu xe mới giới thiệu đến anh em trong clip này. Chiếc này thì chắc các bạn vẫn nhớ, đây là chiếc Rolls-Royce Ghost phiên bản Series 2 với ngoại thất 2 màu và cũng có đường cốt lai kép chạy hai bên thân xe các bạn nhé. Đây là cái logo rất nổi bật và thể hiện sự quyền lực của những chiếc xe Rolls-Royce. Bên cạnh đây là một chiếc 650S của McLaren phiên bản Spider và đã được độ gói độ của Liberty Works. Chắc hẳn các bạn đã quá là quen thuộc với chiếc McLaren này rồi. Mình cũng đã từng quay rất nhiều em nó từ những cái màu sắc khác nhau và bây giờ đang là màu cam kết hợp với màu đen của các chi tiết làm từ chất liệu carbon anh em nhé. Và đây là khi em nó đang hạ gầm, các bạn thấy không? Cái khoảng sáng gầm nó chỉ còn một chút thôi. Đấy các bạn nhìn. Đó, tuy nhiên khi các bạn vận hành trên đường các bạn có thể nâng gầm nó lên, nó cao và các bạn có thể đi qua được những cái vị trí gồ ghề hay là những cái gờ giảm tốc một cách đơn giản hơn. Bên cạnh đây là một chiếc xe mới hôm nay mới xuất hiện trong clip này các bạn nhé, một chiếc BMW 430i phiên bản convertible và đã được dán đề can màu xanh rất nổi bật luôn. Phần mui của em nó thì cũng là mui mềm và có thể mở ra, đây là chất liệu mui bạt các bạn nhé. Nó khác với phiên bản 430 coupe đó là nó sẽ là mui cứng, tuy nhiên nội thất bên trong thì vẫn sẽ là 4 chỗ ngồi cho các bạn thoải mái di chuyển hàng ngày. Tiếp tục ở đây chúng ta có một chiếc E300 AMG với ngoại thất màu đen. Đây là phiên bản mới nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại các bạn nhé. E-Class đời mới thì có lẽ phải 2023 hoặc là 2024 mới được đưa về Việt Nam. Tiếp theo đây chúng ta có một chiếc S450. Đây là chiếc S450 W222. Hiện tại thì đã có W223. Đây là phần đầu của chiếc BMW 430 phiên bản convertible. Nó sẽ có cái lưới tản nhiệt kiểu khác so với một chiếc BMW 4 series đời cũ, khi nó được thiết kế với quả trận kép mở rộng ra và gần như là thiết kế liền khối với nhau các bạn. Chính giữa là cái camera trước này và có cái khung làm từ kim loại mạ chrome. Đó là tổng thể phần đầu. Chiếc này thì có đèn pha laser anh em nhé. Đó, đèn pha laser ở đây này. Ở ngoài kia thì chúng ta sẽ còn những mẫu xe khác. Đó, một chiếc Range Rover Autobiography đời cũ biển số Sài Gòn và một chiếc Lexus ES250 với ngoại thất màu đỏ rất nổi bật các bạn nhé. Đây, một chiếc Lexus ES250 với ngoại thất màu đỏ và một chiếc Range Rover Autobiography đời có lẽ là cũng khá sâu rồi và sử dụng mâm của phiên bản Black Edition. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong. Bên trong sẽ còn rất nhiều những mẫu xe đáng chú ý khác mà mình muốn giới thiệu cho các bạn trong cái clip ngày hôm nay. Một clip mà có lẽ là rất rất nhiều tỷ các bạn nhờ. Đây, ngoài hai chiếc này ở bên này ra thì bên này chúng ta có một chiếc Ferrari 488 với gói độ Misa các bạn nhé. Rất nhiều các chi tiết carbon cả phần đầu và phần đuôi. Với gói độ Misa này thì nó thay đổi khá nhiều tại phần đầu cũng như phần đuôi. Mâm xe cũng đã được độ lại rồi. Đây các bạn nhìn cái vòm bánh trước này, có thêm các chi tiết thoát gió này, làm từ chất liệu carbon này. Đó, đây các bạn nhìn chất liệu carbon này. Trên nắp capo nó cũng được làm khác so với một chiếc 488 tiêu chuẩn. Đó, các bạn nhìn đẹp không? Cũng là chất liệu carbon và có hai cái khe thoát gió các bạn nhé. Và phía trên này thì là hai khe thoát gió zin của một chiếc Ferrari 488 GTB. Đó, cản trước thì cũng sẽ được bổ sung thêm các chi tiết như vây hai bên các bạn này. Đó, các chi tiết vây hai bên làm từ chất liệu carbon. Mâm của em này cũng là một bộ mâm độ kích thước là 20 inch lốp 245/35. Bộ mâm này thì được sơn đen các bạn nhé. Phanh đĩa gúm carbon ở bên trong rất to và cũng có cùm phanh của Ferrari các bạn này. Đó. Ở đây thì có cái logo Ferrari rất quen thuộc của những chiếc Ferrari rồi. Hai bên hốc hút gió này, hai bên cản cũng được ốp carbon này. Đó, các bạn nhìn thấy chất liệu ốp carbon chưa? Và đây là chi tiết bổ sung các bạn nhé. Mâm sau, mình xem mâm sau có kích thước to hơn mâm trước không. Lốp và lốp P-Series cũng là 20 inch, tuy nhiên lốp nó sẽ được làm to hơn. Lốp này sẽ là 305/35 và cái phanh đĩa bên trong nó nhỏ hơn một chút và cái cùm phanh thì nó ít piston hơn anh em nhé. Tuy nhiên cái bề mặt ngang của cái lốp này phải nói là rất rộng anh em ạ. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần đuôi, cũng là nơi mà được thay đổi rất nhiều so với một chiếc 488 GTB tiêu chuẩn. Đầu tiên chúng ta sẽ có hai cái cánh lướt gió các bạn này. Đó, cái cánh lướt gió trông rất là khác biệt. Thông thường thì các bạn sẽ thấy những cái cánh lướt gió nó sẽ được làm dàn trải ngang cái phần đuôi. Tuy nhiên với cái gói độ Misa này thì nó sẽ có hai cái điểm nhô lên ở hai bên này. Đó, đều được làm từ chất liệu carbon các bạn nhé. Cản trước cũng đã được thay thế mới hoàn toàn. Ngay từ cái phần vị trí này, hắt xuống dưới này, nó đã được thay bởi mấy cụm thiết kế mới.
cũng được làm từ chất liệu carbon. Có rất nhiều các cánh chia gió cỡ lớn. Những cái cánh chia gió này nó sẽ có tác dụng để phân tán cái luồng gió quẩn ở phía dưới gầm xe, giúp cho xe khi vận hành ở cái tốc độ cao nó ổn định hơn so với việc nó sử dụng với cánh gió mà không có các cái cánh chia gió này các bạn nhé. Phía sau thì chúng ta cũng có đèn phanh, phong cách của những chiếc xe đua F1. Đó là phần đuôi của chiếc Ferrari 488 GTB đã được độ gói độ Bisa. Bên này thì chúng ta sẽ thấy có một chiếc xe sang, một chiếc xe rất đẹp luôn. Đây là một chiếc S450 W223 đã được lên full body kit của một chiếc S680 Maybach các bạn nhé. Từ lưới tản nhiệt này, các khe hút gió bên dưới, phong cách của S680 Maybach này. Các cái khe này nó được làm từ kim loại mạ chrom thì nó sẽ là S680. Còn nếu như nó làm từ kim loại sơn đen thì sẽ là phiên bản S580 các bạn nhé. Đây là bộ mâm này, bộ mâm cũng của phong cách Maybach, dùng lốp hút ear. Mâm này thì có kích thước là, đây mình đang ngó xem, kích thước là 20 inch anh em nhé. Lốp phía trước là 245/40, mâm 20 inch, thiết kế đa chấu, phong cách Maybach, logo Maybach tại tâm bánh này. Tiếp tục hai bên, giống như những chiếc Maybach thì cột B cũng sẽ có hai cái nẹp làm từ kim loại mạ chrome. Tay nắm cửa đặt ẩn và khi các bạn cầm chìa khóa trên tay hoặc là đang để trên người, các bạn vuốt tay thì nó sẽ mở ra các bạn nhé. Đến đây hiện tại thì mình đang không có chìa khóa trên tay, thế nên khi mình vuốt thì nó sẽ không mở ra. Đây, tiếp tục chúng ta sẽ đi ra phía sau, có logo Maybach này. Ở phần đuôi cũng sẽ có một chút thay đổi nhỏ, ví dụ như logo S680 này, logo Maybach này, cản sau phong cách Maybach và cái ống xả cũng có phong cách của những chiếc S-Class Maybach W223 rồi. Đó là tổng thể ngoại thất của chiếc S450 lên full body kit của S680 Maybach. Bên này chúng ta có một chiếc E200. E200 cũng là đời mới nhất tại Việt Nam anh em này. Đó, E200 cũng đèn hậu mới, các bạn nhìn thấy đẹp không? Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của chiếc này là 8,83 lít các bạn nhé. Một chiếc E200 mới này. Phía dưới này chúng ta có một chiếc S. Đây có lẽ là S400 hoặc là S500 đã được độ mâm Maybach này. Và phần đầu, phần đầu thì không có body kit của một phiên bản Maybach, chỉ có mâm của một chiếc S600 Maybach thôi các bạn nhé. Có logo Formatic hai bên này. Các bạn có thể đi ra phần sau. À đây, có lẽ là chúng ta sẽ đi sang bên kia, còn thiếu mất hai chiếc xe. Showroom rất nhiều xe, thế nên các bạn sẽ thấy là đỗ rất là khít luôn anh em ạ. Rất khít luôn. Rất nhiều xe trắng xuất hiện bên trong showroom Auto 99 ngày hôm nay các bạn nhé. Ở đây chúng ta có một chiếc Porsche Panamera. Panamera với cánh gió, có bề mặt phủ carbon các bạn này. Đó. Panamera thế hệ thứ nhất, đây là đời cũ, không phải đời mới tại Việt Nam. Nhưng đây cũng là một phiên bản cuối cùng của thế hệ thứ nhất đó các bạn. Nó cũng có rất nhiều các chi tiết nổi bật. Phần sau thì có ống xả kép đặt đối xứng hai bên này. Đó, ống xả kép đặt đối xứng hai bên ở đây. Và phần đuôi nó được làm vô cùng bầu bĩnh luôn, như một chiếc Bentley GT. Và trong showroom này hôm nay cũng có một chiếc Bentley GT các bạn nhé. Một chút nữa thì mình sẽ giới thiệu cho bạn xem, ngó thử nội thất của một chiếc Panamera đời này nó có gì. Cũng là phiên bản 4 chỗ ngồi anh em ạ. Đó, phiên bản 4 chỗ ngồi, bọc da màu vàng. Có rất nhiều các trang bị cao cấp ở phía sau. Thôi, chia tay hôm nay thì mình đã quay nhanh. Còn đây là một mẫu xe cũng đang siêu hot trên thị trường hiện nay. Một chiếc Toyota Land Cruiser phiên bản VX nhập chính hãng về Việt Nam. Và đây là phiên bản LC300 các bạn nhá. Đang siêu hot tại Việt Nam và chênh giá lên đến cả tỷ đồng đó các bạn. Lưới tản nhiệt kiểu mới này, đèn pha kiểu mới này. Và được thiết kế liền khối với cụm lưới tản nhiệt này. Phía dưới nắp capo là khối động cơ V6 3.5 lít tăng áp các bạn nhá. Công suất là 409 mã lực và mô men xoắn cực đại là 650 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Chiếc này thì cũng đã được chủ nhân cũ trang bị cái bộ mâm 20 inch giống phiên bản VXR, lốp 275/55. Có bậc lên xuống gắn cố định hai bên các bạn này. Chiếc này thì mình cũng đã từng giới thiệu cho bạn rồi nên mình sẽ không quay nội thất nữa anh em nhé. Chúng ta sẽ ngó sang cái phần đuôi này. Ngó sang cái phần đuôi của em Land Cruiser này cũng được thiết kế mới khá nhiều. Nó được làm cái bề mặt này rất là dựng các bạn nhé. Dòng chữ Land Cruiser đặt ở phía sau này, cụm đèn hậu dạng LED mới này, cánh lướt gió trên mui này. Có cam lùi trong hệ thống cam 360 này. Đó, và đây, chia tay em Land Cruiser LC300, chúng ta sẽ đến với chiếc Bentley GT Speed. Bentley GT Speed các bạn nhá. Động cơ vô cùng mạnh mẽ, thiết kế hai cửa và cũng rất đẹp. Đấy các bạn nhìn tổng thể phần đầu và góc chéo của chiếc Bentley GT Speed này. W12 6.0 lít, công suất tối đa là 610 mã lực và 750 Nm các bạn nhá. Rất mạnh mẽ cho chiếc Bentley GT đang đứng ngay cạnh mình đây. Em này thì có ngoại thất zin là màu đỏ, tuy nhiên mới được showroom wrap lại. Bên dưới là màu xám xi măng này, phía trên là màu vàng và sơn matte, phía dưới là sơn bóng các bạn nhá.
đèn pha đời này của Bentley GT rất đẹp với hai cái cụm bóng cắt phát hình elip này, lưới tản nhiệt, chiếc này thì được sơn đen các bạn này. Đó. Và với phiên bản Speed thì các bạn sẽ thấy là cái hốc hút gió phía dưới, hai cái hốc này nó sẽ được làm tách biệt nhau, nhìn trông nó cuốn hút hơn anh em nhé. Mâm của em này cũng là sơn đen. Đó, mâm sơn đen trên chiếc Bentley phiên bản GT Speed, mâm 20 inch lốp 275/35 phía trước, phanh đĩa rất to ở bên trong và cùng phanh màu vàng có logo Bentley. Lốp này là lốp của Goodyear các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sang cái đây này, cái gương chiếu hậu nó cũng được làm rất đẹp các bạn nhỉ, mềm mại và cũng thể hiện sự khỏe khoắn. Tuy nhiên Bentley GT thiết kế hai cửa thì các bạn sẽ phải nhìn từ phía sau các bạn mới thấy cái sức mạnh của em nó được thể hiện. Nó khác với những chiếc Continental Flying Spur, đó là cả kiểu thiết kế 4 chỗ và dài phong cách sedan. Còn chiếc này là GT thiết kế theo phong cách coupe hai cửa. Cái vòm bánh sau nó được làm mở rộng, các bạn nhìn thấy to đẹp không? Đó, cụm đèn hậu đặc trưng của Bentley GT này. Và chụp ống xả các bạn này, đó, chụp ống xả của Bentley GT này. Và để phân biệt xem đây có chính xác là chiếc Bentley GT Speed không thì các bạn có thể mở cửa ra. Mở cửa ra các bạn sẽ thấy ngay. Đó, cái logo Speed gắn tại bậu cửa các bạn nhé. Đó là sự khác biệt của một chiếc Bentley. Còn chiếc này thì mình sẽ quay riêng để giới thiệu anh em sau. Chúng ta sẽ đến với những chiếc khác. Ồ, xin quên mất một chiếc xe cũng đang siêu hot tại Việt Nam. Một chiếc xe chủ tịch Lexus LX570 phiên bản Super Sport các bạn nhé. Chiếc này thì nó quá nổi tiếng rồi, có lẽ thì mình cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều. Chúng ta sẽ xuống dưới này, lại có LX570 Super Sport nữa. Một chiếc xe siêu hot tại Việt Nam, mặc dù LX600 cũng đã ra mắt rồi, tuy nhiên LX570 và Super Sport này cũng vẫn là một lựa chọn mà rất nhiều các đại gia Việt yêu thích. Bởi vì khác biệt đó là em nó dùng động cơ V8 5.7 lít mạnh mẽ và rất bánh cuốn các bạn nhỉ. Khác so với LX600 là dùng động cơ V6 3.5 lít các bạn nhé. Ở phía bên này chúng ta có một chiếc GLC300 Formatic. Đó, đời mới tại Việt Nam đó các bạn, nó không phải là đời trước mà là đời mới đấy. Trông khá là mới, biển số 30H08 thì các bạn biết là em nó lăn bánh ít thế nào. Bên này lại có một chiếc S450 phiên bản Luxury VF222 các bạn nhé, đã qua sử dụng màu trắng. Toàn S-Class màu trắng, trên có một chiếc S màu trắng nữa các bạn kìa. Và đây là có E300 AMG, đời cũ không phải là đời mới giống như chiếc màu đen ở ngoài kia. Đây là một chiếc E300 AMG đời cũ, đời có lẽ khoảng 27-28 các bạn nhé. Đã qua sử dụng, các chi tiết vẫn còn rất đẹp anh em ạ. Thì sau này chúng ta sẽ còn một hàng xe sang nữa. Ở đây là một chiếc E300, cũng là E300 AMG, cùng đời với chiếc màu trắng ở phía trên. Tuy nhiên được độ mâm của đời mới nhất bây giờ, đời 2020-2021 đó các bạn. Chiếc này thì có ngoại thất màu đỏ. Và bên cạnh chiếc E300 AMG này chúng ta có một chiếc Range Rover Autobiography các bạn nhé, phiên bản trục cơ sở kéo dài. Đó, các bạn nhìn thấy đẹp không? Chiếc này mua mới tại Việt Nam cũng khoảng 11-12 tỷ, chưa bao gồm chi phí lăn bánh ra biển. Bây giờ thì mình sẽ sang bên kia và sẽ kết thúc cái video này tại cái vị trí này với một chiếc Range Rover nữa các bạn nhé. Đó, một chiếc Range Rover phiên bản Autobio, không phải là phiên bản trục cơ sở kéo dài và là thuộc đời cũ. Đó, tuy nhiên đời này thì cái bản cao nó dùng động cơ tận V8 5.0 lít cơ các bạn ạ. Autobio này thì là i6 3.0 lít, tuy nhiên bên này thì nó dùng động cơ lên đến V8 5.0 lít các bạn nhé. Đó, chúng ta vừa đi một vòng những cái khám phá những cái mẫu xe đáng chú ý đang có mặt tại showroom Auto 99140 Nguyễn Văn Giáp với rất rất nhiều những mẫu xe sang, những mẫu xe siêu sang đáng chú ý phải không các bạn? Từ Ferrari này, McLaren này, Bentley này, Lexus này, Mercedes-Benz này, Mercedes-Maybach này, hay là Toyota Land Cruiser LC300 này, hay là Range Rover này, có rất nhiều những cái mẫu xe để anh em lựa chọn chơi Tết trong thời gian tới. Và nếu như anh em nào yêu thích chiếc xe nào hãy qua ngay 140 Nguyễn Văn Giáp Auto 99 để dinh ngay về cho mình một chiếc xe trong số những chiếc xe mình vừa quay các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.